Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học nhập môn đầu tư tài chính. Và trong cái bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái giao dịch binary option. Thì cá nhân tôi quan sát ở Việt Nam thì khoảng tầm 2 đến 3 năm trở lại đây thì cái giao dịch quyền chọn binary option là nó khá phổ biến. Và rất nhiều anh chị các bạn không có kỹ năng, không có kiến thức, các bạn tham gia vào cái binary option và các bạn bị mất rất nhiều tiền. Thì cũng có rất nhiều anh chị nhắn tin cho tôi. Thì cũng có một cái bạn nữ tôi rất là ấn tượng, các bạn biết rằng là gì, bạn ấy giao dịch binary option mà mất là khoảng tầm hơn 10 tỷ, hơn 10 tỷ Việt Nam đồng. Và có những cái lệnh giao dịch là bạn ấy giao dịch là khoảng tầm là 20.000 đô, 30.000 đô một cái lệnh giao dịch. Thì các anh chị sẽ thấy được rằng là gì, tại sao cái giao dịch binary option này là có rất nhiều người biết đến và tại sao có rất nhiều anh chị họ mất tiền trong cái game này. Thế thì tôi sẽ giải thích cho các bạn để các bạn hiểu được cái bản chất thật sự của cái giao dịch binary option. Thì các bạn biết rằng là gì, trong bất kỳ một cái game tài chính nào, nếu mà các anh chị không có kiến thức, các bạn tham gia vào thì rất là dễ dàng các anh chị mất tiền. Nhưng mà có rất nhiều anh chị, các anh chị mất tiền, các bạn không hiểu lý do tại sao các bạn mất và không hiểu bản chất thật sự của cái game đó. Mất tiền mà còn không biết tại sao, nhiều khi cũng ấm ức lắm, nhưng mà không hiểu tại sao mình mất tiền. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Và đặc biệt là những anh chị các bạn mới bước chân vào thị trường thì các bạn cần phải thật sự hiểu để các bạn phòng tránh. Tôi làm cái khóa học này mong muốn rằng là gì? Để cho các bạn hiểu thật sự bản chất của cái game và các bạn biết cái cách bảo vệ chính mình nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu binary option nó là cái gì. Thì binary option, những cái tên gọi ví dụ như là nhị phân quyền chọn hay là giao dịch BO, thì là một cái sự đầu tư vào một cái biến động trong tương lai của một cái loại tài sản như là vàng, chứng khoán hay là forex, crypto. Thì nó sẽ đặt cược vào cái việc là gì, giá có thể tăng hoặc giảm trong một cái khoảng thời gian nhất định, ví dụ như là 30 giây, ví dụ như là 1 phút, 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 giờ, 1 ngày, v.v. Thì có một số cái sàn giao dịch thì nó sẽ cho phép các bạn là gì, mặc định, gọi là các bạn setup thời gian. Ví dụ các bạn muốn dự đoán giá của Bitcoin sau 1 tiếng nữa nó tăng hay giảm, thì các bạn có thể rằng là gì, các anh chị chọn một tiếng. Nhưng mà có một số cái sàn giao dịch binary option, đặc biệt là một số cái sàn giao dịch ở Việt Nam thì sẽ mặc định là cứ 30 giây một cái lệnh giao dịch. Thì các bạn biết tại sao mà những cái sàn đó họ mặc định như vậy? Bởi vì thực ra khi mà 30 giây một cái lệnh giao dịch, các bạn rất là khó đoán, và nó đẩy các anh chị vào cái trường hợp là các bạn sẽ giao dịch liên tục. Mà khi các bạn giao dịch liên tục thì các bạn biết rằng là gì, các bạn rất dễ dàng bị sơ hở, rất dễ dàng là gì, rơi vào cái trạng thái rủi ro. Đó lý do tại sao là gì, những cái sàn giao dịch thì họ mong muốn rằng là gì, các bạn giao dịch càng nhiều càng tốt. Khi các bạn giao dịch càng nhiều càng tốt thì họ sẽ kiếm được nhiều commission, và gọi là các bạn sẽ rất là dễ dàng các bạn rơi vào những cái gọi là cái sự không có rủi ro đó. Bởi vì rằng gì, càng giao dịch nhiều thì các bạn sẽ dẫn đến cái rủi ro. Thì các bạn cần phải lưu ý những cái điều đó để các bạn bảo vệ chính mình nha các bạn. Rồi, thì trong giao dịch binary option thì các bạn chỉ có dự đoán tăng, up hoặc là giảm down. Và cái kết quả thì nó phụ thuộc vào cái thời gian mà các bạn chọn. Ví dụ sau một cái tiếng giao dịch, ví dụ các bạn chọn thời gian khung 30 giây, thì sau 30 giây nếu mà giá nó tăng hơn cái giá mà các bạn đã đặt cược tại cái thời điểm các bạn vào một cái lệnh giao dịch thì các bạn thắng. Còn nếu dù các bạn đặt cược tăng mà nó ra giảm, tức là giá thấp hơn cái giá tại thời điểm các anh chị đặt cược, thì các bạn sẽ thua. Thì sẽ có rất nhiều những cái sàn giao dịch binary option, ví dụ như là IQ option này, binary.com này. Thì đây là những cái sàn mà nó tồn tại lâu lắm rồi. Thì đây là những cái sàn quốc tế. Còn ngoài ra ở Việt Nam thì có khá nhiều những cái sàn giao dịch mọc lên. Thực ra những cái bộ suộc, bộ code về những cái sàn giao dịch các bạn dễ lắm, dễ làm lắm, không khó đâu. Và thực ra là khi mà cũng có rất nhiều người họ cũng liên hệ với tôi, bởi vì họ biết rằng là gì, tôi cũng có một cái cộng đồng, tôi cũng có chia sẻ, thì họ hỏi rằng là gì, anh có muốn một cái license của cái sàn giao dịch này không? Thì nó rất là rẻ các bạn. Nên thành ra là các anh chị đừng có nghĩ rằng là gì, những cái sàn này nó ghê gớm. Và tất nhiên rằng là gì, những cái sàn mà tôi khẳng định các bạn là những cái sàn giao dịch này thì nó sẽ có tác động giá. Đặc biệt những cái sàn giao dịch mà những cái bộ code mà ở Việt Nam nữa, thì cái việc điều khiển giá là họ điều khiển được nha các bạn nhé.
Thì á, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tiếp. Thế thì cái game này nó sẽ có ưu điểm, nhược điểm gì? Và tại sao nhiều anh chị các bạn, có những anh chị họ kiếm rất nhiều tiền, có những anh chị thì họ mất rất nhiều tiền. Và câu hỏi đặt ra tại sao là như vậy nhá. Rồi, thì thứ nhất á, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ưu điểm của cái binary option này. Các bạn thấy rằng là ưu điểm của cái binary option á, nó sẽ cho cái kết quả nhanh. Và thị trường tăng hay giảm á, thì các bạn cũng có thể giao dịch. Thì rất nhiều những anh chị các bạn là những người mới á, các bạn vào giao dịch thì các bạn rất là mong muốn là gì, giao dịch liên tục, tức là overtrade á. Và các bạn là gì, mong muốn có kết quả nhanh. Ví dụ như có một số anh chị các bạn vào giao dịch mà ví dụ những cái lệnh giao dịch mà ví dụ như họ hỏi tôi rằng gì, có những cái lệnh giao dịch, các bạn biết rằng là gì, cá nhân mình là mình đầu tư crypto thì có những cái lệnh giao dịch mình follow theo trend á, mình giữ 1-2 tháng thôi, và có thể là gì, nó ít tới vài lần. Nhưng mà những anh chị đó thì họ không thể nào kiên nhẫn như vậy được, họ muốn là một cái lệnh giao dịch nó có kết quả ngay và khoảng tầm 30 giây hoặc như muốn như vậy thôi. Thế nên rằng là cái ưu điểm của cái game binary option này là nó cho cái kết quả rất là nhanh, tăng hay giảm thì cũng có thể giao dịch được. Rồi rằng là gì, rất là dễ dàng giao dịch, không có yêu cầu quá phức tạp, chỉ cần học trong một cái thời gian ngắn thôi. Tức là các bạn thấy rằng là gì, trong cái giao diện của binary option á, nó chỉ có cái nút up and down và số tiền đặt cược là bao nhiêu, thì nó rất là dễ. Nó khác với giao dịch forex, giao dịch crypto mà các bạn chỉ có rất nhiều những chiến lược cài đặt, nó cũng rất là khó. Thì còn binary option thì rất là dễ. Nên thành ra là cái số đông người ta vào cái game này rất là nhiều, từ những mẹ bỉm sữa, từ những cái cô chú lớn tuổi, rất là nhiều. Rồi rằng là gì, cái số vốn nhỏ thì cũng có thể giao dịch được, ai cũng có thể đăng ký tham gia. Thì với cái sàn giao dịch binary option á, thì nó gọi là không có những cái điều khoản gì ràng buộc nhiều, ai cũng có thể đăng ký tham gia, ai cũng có thể giao dịch, chỉ cần các bạn có tiền là được. Nên thành ra là nhiều người tìm đến là vậy. Rồi các bạn có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có internet là các bạn có thể giao dịch được. Thì các anh chị thấy rằng là gì, bây giờ thì tất cả những cái sàn giao dịch forex hay crypto thì có internet thì các bạn giao dịch được rồi. Nhưng mà với binary option thì các bạn có thể gọi là giao dịch mọi lúc mọi nơi. Bởi vì các anh chị biết rằng là gì, thị trường forex nó cũng đóng cửa thứ bảy chủ nhật, crypto thì vẫn 24/24. Thì binary option là cứ tăng giảm các bạn đều giao dịch được, cứ 30 giây một cái lệnh. Nên thành ra là nó sẽ có ưu điểm là rất nhiều người tham gia vào. Tuy nhiên thực ra đây là những cái nhược điểm, mà nhược điểm này là nhược điểm bất lợi cho người chơi này. Cái tỷ lệ lợi nhuận thì nó phụ thuộc vào cái nhà môi giới. Các bạn biết rằng là cái tỷ lệ từ 55% đến 95% bất lợi cho người chơi rất là nhiều. Tức là các bạn vào một cái lệnh giao dịch thì các bạn thắng không bằng cái số tiền các bạn đặt cược. Còn các anh chị biết rằng là gì, trong giao dịch forex các bạn có thể đặt cái tỷ lệ ví dụ như là lợi nhuận và rủi ro. Ví dụ các bạn chấp nhận rủi ro 100 đô thì lợi nhuận các anh chị có thể đạt được là gì, 200 đô, 300 đô, 500 đô, phụ thuộc vào cái giá nó chạy. Nhưng mà trong giao dịch binary option thì các bạn đặt cược 100 đô thì các bạn thắng chỉ có 95 đô. Có những cái sàn giao dịch nó lấy cái tỷ lệ, cái phí rất là cao, nhiều khi 80, gần 20% cái phí. Tức là các bạn đặt cược 100 đô thì các bạn chỉ có thắng 80 đô thôi, còn thua thì mình thua mất 100 đô. Thế nên rằng là gì, với theo những cái quy tắc cuộc chơi các bạn, theo những cái gọi là cái game tài chính, cách tính toán, thì nếu mà cái tỷ lệ thắng như vậy thì các bạn trong giao dịch dài hạn các anh chị chỉ có thua thôi. Ví dụ các bạn giao dịch tỷ lệ thắng của các bạn là 50 và 50, tức là 50 lệnh thắng, 50 lệnh thua, thì tổng kết lại các bạn lỗ. Nhưng nếu giao dịch forex với cái tỷ lệ risk reward 1-2, tức là thắng thì mình được 2, thua mình được 1, thì nếu mà giao dịch 50 lệnh thắng, 50 lệnh thua, các bạn sẽ được là gì, thắng được 50%. Thế nên rằng là gì, cái game này nó rất là bất lợi, mà nhiều anh chị thì các bạn không hiểu, các bạn cứ lao vào. Các anh chị lưu ý nè, có những cái nhà tạo lập thị trường họ tạo ra những cái cuộc chơi, những cái game giống như trong phòng sòng casino cũng vậy đó, thì là đều có những cái quy tắc mà có lợi cho nhà cái. Thì ở đây là cũng là một cái quy tắc có lợi cho nhà cái mà các anh chị hầu như ít để ý. Thế nên các bạn phải biết được rằng là gì, cái nhược điểm của bạn rất là bất lợi. Rồi là có kết quả nhanh dẫn đến cái việc giao dịch nhiều, rủi ro cao. Các anh chị biết rằng là gì, trong giao dịch, trong trading, mà nếu các bạn giao dịch nhiều là các bạn tiếp cận với cái việc rủi ro rất là cao. Đó lý do tại sao rằng là gì, đã là gì, cho kết quả nhanh rồi, đã giao dịch nhiều rồi thì chắc chắn rủi ro cao, nên nhiều anh chị mất tiền là vậy. Rồi là gì, rất ít các cái công cụ chỉ báo hỗ trợ phân tích và chiến lược. Các anh chị thấy rằng là gì, 30 giây thì làm sao phân tích được.
30 giây thì chỉ có là gì? Các bạn vào giống như đánh bạc thôi. Thực tế các anh chị giao dịch binary option á, cá nhân mình đã giao dịch forex và crypto nhiều năm rồi. Thì mình chỉ nói các bạn rằng là gì? Giao dịch binary option mà với cái khung thời gian 30 giây á, nó là đánh bạc. Chứ nó không phải là phân tích gì nhiều đâu các bạn. Thực tế đó, khó phân tích lắm. Làm sao phân tích được trong 30 giây được các bạn? Nên các bạn mà nghe những cái chiến lược hoặc những chiến thuật gì đó các bạn đừng có tin. Nè các anh chị ạ. Rồi, vì nó quá là dễ dàng nên dẫn đến cái việc là nhiều anh chị các bạn không đầu tư vào kiến thức. Nhiều bạn là gì? Các bạn cứ vào các bạn giao dịch thôi. Các bạn không đầu tư vào kiến thức. Và đó là lý do tại sao mà rất nhiều anh chị các bạn mất tiền, mất rất nhiều tiền. Thế thì bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn hiểu rõ nè, các cái vị thế trong cái game này mà nhiều anh chị các bạn cứ đâm đầu vào những cái cây nến. Các bạn cứ lao đầu vào phân tích mà các bạn không ngồi lùi lại, rồi ngồi ngẫm suy nghĩ xem cái vị thế mình tham gia vào cái game tài chính này nó như thế nào. Thì các bạn thấy rằng là gì? Cái vị thế đầu tiên là cái vị thế nhà cái, chủ sàn, cái nhà tạo lập. Thì chắc chắn rằng là gì? Game họ bày ra, nến họ có thể điều khiển được, họ có thể thao túng được, thì chắc chắn họ sẽ là người kiếm được rất nhiều tiền. Thì khi mà tạo ra một cái sàn giao dịch thì cần rất nhiều những người chơi. Thì sàn sẽ tạo rất nhiều những cái quyền lợi cho những cái người IB, những cái nhà môi giới tìm kiếm khách hàng. Thì các bạn biết rằng là gì? Những cái người IB, những người môi giới này, họ sẽ có được cái lợi nhuận, cái commission bởi cái volume giao dịch của các anh chị. Nếu các bạn giao dịch càng nhiều thì họ có volume càng nhiều. Đó là lý do tại sao rằng là gì? Họ sẽ có những cái cách để mà khuyến khích, kích thích các bạn giao dịch càng nhiều, càng nhiều càng tốt. Và đó là họ có cái nguồn thu nhập thụ động đấy các bạn. Nên thành ra những cái người IB ấy, thì họ sẽ có thu nhập rất là tốt. Các bạn giao dịch không biết các bạn thắng hay thua như thế nào thì cái người IB họ luôn kiếm được tiền. Đấy, ra các bạn để ý nè, các anh chị là cái người chơi, cái người giao dịch trên sàn. Thì tôi chỉ nói các bạn điều này nè. Sàn kiếm được tiền là nhờ tiền của các anh chị giao dịch. IB kiếm được tiền thì cũng nhờ vào cái việc là gì? Các anh chị giao dịch. Cho nên rằng là gì? Nếu các bạn vào với cái vị thế là người chơi, cái người giao dịch, thì các bạn là cái người bất lợi nhất. Thế nên rằng là gì? Các bạn có thấy rằng là gì? Tại sao các anh chị mất tiền không? Các anh chị thua là các anh chị là những cái người chơi, những cái người giao dịch thì các bạn mất tiền. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tiếp là gì? Có cái chánh thánh không? Nhiều bạn đang là gì? Sở hữu cái phương pháp này, phương pháp kia. Thì mình khẳng định với các bạn là không có trên đời đâu các bạn. Các bạn đừng đi sáng tạo, mệt lắm. Thì tất nhiên khi mà tôi nói điều này thì các anh chị người mới các bạn cũng không tin đâu. Cho đến khi các bạn thực sự trải nghiệm thì các bạn hiểu. Những chia sẻ của tôi chia sẻ. Thực ra trading các bạn sẽ có rất nhiều những cái gọi là game cho các bạn. Các bạn có thể giao dịch forex, có thể giao dịch crypto. Lợi thế hơn giao dịch binary option rất là nhiều. Ở đây các bạn lưu ý nè. Tôi đang nói dưới cái vai trò của một cái người trader nha các bạn. Tôi không có ý chê cái game giao dịch binary option, cũng không có gọi là nói một cái sàn nào cả. Thì cá nhân tôi ấy, là tôi chỉ chia sẻ cái kiến thức, chia sẻ cái sự thật trong này. Bởi vì có những cái sự thật mà đáng ra những cái anh chị các bạn tham gia vào thị trường tài chính các bạn cần phải biết. Và các bạn không biết thì các bạn trả giá thôi. Nên rằng là gì? Trong khóa học này là tôi chia sẻ sự thật. Và tôi mong muốn rằng là gì? Những anh chị các bạn nắm được để các bạn hiểu. Nên là có chân thánh không? Thì không có nha các bạn. Các bạn đừng đi sáng tạo. Cái trader sẽ không có kết quả tốt. Nếu các bạn là trader thì các bạn sẽ khả năng mất tiền là 99%. Các bạn 99% mất tiền. Cái cũng có một số bạn kiếm được một xíu xíu, nhưng mà rằng không thể nào đột biến được với cái việc các bạn rất là kỷ luật, các bạn gọi là thực sự pro và master. Nhưng mà tỷ lệ nó ít lắm các bạn. Và tôi khẳng định với các bạn là nếu mà những cái anh chị đó mà giao dịch ở binary option mà các bạn có kết quả tốt thì các bạn qua cái thị trường crypto hoặc thị trường forex, tôi khẳng định với các bạn rằng là gì? Các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều. Nếu các bạn là một cái người trader. Đấy. Thế thì là gì? Tôi muốn nói với các bạn rằng là gì? Giao dịch trong binary option thì trader là một cái người bất lợi lắm các bạn. Rất là bất lợi. Và cái hình ảnh mà rất nhiều người họ show lên kiếm được tiền ở binary option thì đó là cái hình ảnh của IB nhé các bạn. Những cái người IB là những cái người họ mất có thể khả năng kiếm được những cái này. Và rất nhiều người IB tôi cũng biết là họ vẫn gọi là họ kiếm được bao nhiêu tiền họ vào họ đốt cho sàn hết trơn. Tức là họ vẫn kiếm được tiền xong rồi họ giao dịch thì xong cũng mất hết, xong họ nạp vốn vào cũng vậy. Nên là các bạn phải thực sự có kiến thức, có trí tuệ để các bạn nhìn thấy được rằng đằng sau những cái thứ họ chia sẻ nó có đúng hay là không.
Giống như đằng sau những cái thứ mà tôi đang chia sẻ cho các anh chị, các bạn đừng có vội tin, mà các anh chị phải thực sự verify, tìm hiểu nha các bạn. Rồi, thế thì câu chuyện của một trader này, thì thông thường các bạn là người mới, các bạn vào giao dịch, các bạn sẽ thấy là mình giỏi quá, quá giỏi. Nhưng sau một cái thời gian bắt đầu mới thấy mình dở quá. Thì cái diễn biến tâm lý của các bạn như thế nào thì tôi sẽ giải thích cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn thấy là đầu tiên vào giao dịch các bạn sẽ vui buồn lẫn lộn, vui lắm, thắng được những cái lệnh rất là vui. Rồi sau đó là gì, những cái lệnh thua thì bắt đầu là buồn. Và bắt đầu là một cái thời gian các bạn giao dịch thì các bạn nhận ra rằng là gì, rất là khó nhằn, rất là khó kiếm tiền. Và các bạn là lúc này chán nản, tìm phương pháp giao dịch với mình, và giao dịch thua lỗ bắt đầu chán nản. Và sau đó rằng là gì, các bạn đốt tài khoản, các bạn rất là thất vọng. Thì khi mà thất vọng chán nản như vậy thì một số anh chị gọi là lúc này là các bạn đã bỏ cuộc rồi, bỏ cuộc. Nhưng có một số bạn thì lúc này là gì, các bạn vẫn đi tìm cái phương pháp giao dịch, tức là một cái vòng luẩn quẩn của cái việc là gì, tìm phương pháp mới rồi giao dịch bằng phương pháp đó rồi thua lỗ. Các bạn cứ để ý kỹ đấy, những anh chị nào mà đã từng tham gia vào binary option hoặc là các bạn đang giao dịch ở trong đó thì các bạn sẽ thấy là hình ảnh bức tranh của các bạn trong này. Cứ tìm phương pháp mới, các bạn giao dịch phương pháp đó rồi các bạn thua lỗ rồi lại đi tìm. Thì thực ra đây là cũng là một cái giai đoạn phát triển của một cái người trader. Bản thân tôi ngày xưa cũng vậy thôi các bạn. Khi mà thời điểm mà mình chưa có kiến thức thì tôi cũng vào giao dịch binary option. Và tất nhiên là gì, cũng trả giá rất là nhiều, đốt rất nhiều tiền trong đó. Thì cái vòng luẩn quẩn khi mà mình trải qua những cái này, bắt đầu mình tìm hiểu, thì lúc này đằng gì mình thấy rằng binary option nó có những bất lợi như vậy, so với forex, so với crypto thì nó sẽ có những ưu điểm, nhược điểm gì. Và khi như vậy thì mình thoát ra thôi. Thì với những cái này các bạn sẽ thấy nè, những anh chị bắt đầu là các bạn giao dịch, sau đó các bạn cháy túi, trắng tay, rồi sau đó rằng là gì, các bạn rời bỏ thị trường. Thì thông thường là bức tranh là như vậy, số đông của các bạn là như vậy. Chỉ số X là các anh chị là gì, các bạn thoát ra được những cái vòng xoáy, và các bạn bắt đầu là gì, các bạn tìm kiếm được, các bạn hiểu được là gì, thị trường tài chính nó vận hành như thế nào, và bắt đầu các bạn sẽ tham gia với những cái vị thế nó khác, hoặc là các bạn sẽ gọi là lựa chọn những cái game tài chính khác nó có lợi hơn. Thì cái binary option này có nhiều anh chị nói với tôi rằng là gì, thế thì binary option nó tốt hay nó xấu, em có nên tham gia hay là không? Thì thực ra quan điểm của tôi các bạn, nó sẽ không có tốt, nó cũng sẽ không có xấu, tùy theo cái cách mà các bạn tham gia vào đó như thế nào thôi. Thì cá nhân tôi đã tham gia thị trường tài chính này khá là nhiều rồi. Thì tôi chỉ chia sẻ các bạn là cái game tài chính nó như vậy. Bản chất của game tài chính là gì? Là cuộc chơi của kiến thức, của trí tuệ. Và tốt hay xấu phụ thuộc vào cái cách các bạn chia sẻ. Giống như tôi vẫn đang chia sẻ cái binary option này cho các anh chị này, để các bạn hiểu rõ này. Thì tôi nghĩ rằng là gì, với cái cách chia sẻ của tôi như thế này, các bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị. Và các bạn sẽ biết được là gì, binary option là cái gì, tại sao nó lại như vậy, ưu điểm và nhược điểm có nên tham gia hay là không, thì các anh chị sẽ tự đánh giá. Còn nếu các anh chị chia sẻ binary option với một cái hình thức, ví dụ các bạn chia sẻ cho một cái người mới hoàn toàn, các bạn biểu họ nạp tiền vào giao dịch đi đủ các kiểu để họ mất tiền, thì cái đó không phải là một cái việc làm tốt, đúng không? Thì tốt hay xấu gì đó là phụ thuộc vào cái cách mà các bạn chia sẻ. Cá nhân tôi thì thấy rằng là gì, thị trường tài chính là một cái nơi nó rất là khắc nghiệt, cái nơi mà các bạn phải dùng trí tuệ để các bạn nhận ra cái vấn đề và các bạn lựa chọn cái hướng đi phù hợp. Nên rằng là gì, cách của tôi là tôi sẽ chia sẻ kiến thức, chia sẻ cái góc nhìn của tôi cho các bạn. Còn lựa chọn cái việc tham gia như thế nào, vị thế ra làm sao là quyết định của mỗi người. Riêng cá nhân tôi thì sau rất nhiều những cái trải nghiệm các bạn, thì tôi thấy rằng là gì, cái trải nghiệm binary option nó cũng là những cái trải nghiệm mà nó giúp tôi cũng học được rất là nhiều. Và từ đó tôi chọn những cái game nó có cái vị thế tốt hơn trong đầu tư nha các anh chị. Rồi, thì cái khóa học này tôi rất là mong muốn trao đi cái giá trị đến với các anh chị, những cái người mới. Bởi vì tôi nghĩ rằng là gì, những anh chị, những người mới thì các bạn nên hiểu về các cái game tài chính để các bạn có cái sự chuẩn bị, các bạn bảo vệ chính các bạn. Thì các bạn nếu thấy cái khóa học này mà nó có hay hoặc là nó ý nghĩa thì các bạn có thể chia sẻ đến những ai họ thực sự cần. Tôi rất là mong muốn các anh chị hỗ trợ tôi cái điều này. Và các bạn có thể chia sẻ cái website Tuệ Trading này, hoặc là học tập.tuetrading.com, thì các bạn có thể chia sẻ điều đó.
Và cái mục tiêu của tôi là mong muốn chia sẻ đến khoảng tầm 100.000 người họ mới đến khóa học này. Bởi vì cá nhân tôi trong quá khứ tôi đã có rất nhiều những cái sai lầm. Và bản thân mình khi mà không có kiến thức các bạn, mình trả giá nhiều lắm. Và sau này mình thấy rằng là gì? À, nếu như mà mình được học một cái khóa học nó giống như kiểu tôi đang làm thế này, thì sẽ giúp được rất là nhiều cho tôi. Và chắc chắn tôi sẽ không có những cái đau thương, những cái mất mát. Thế nên rằng là gì? Tôi hy vọng là gì? Cái này nó cũng sẽ giúp được cho rất nhiều anh chị. Và tôi muốn lan tỏa điều đó. Thì cũng có hơn 1.000 anh chị đang học cái khóa học này rồi. Thì khóa học này nó sẽ cập nhật liên tục để các anh chị luôn cập nhật những kiến thức mới. Thì tại giai đoạn này thì tôi quay lại cái khóa học này, quay video các bạn, cũng lần thứ tư rồi. Một lần quay nó cũng tốn thời gian nhiều lắm, tới gần cả tuần. Nhưng mà tôi vẫn rất là gì vui và happy khi mà tôi làm nó. Bởi vì tôi thấy rằng là gì, sau mỗi lần mình làm như vậy, mình update lại. Và mình cũng nhìn thấy được cái sự phát triển của con người, của mình luôn các bạn. Thì tôi rất là biết ơn các anh chị. Và hy vọng cái khóa học này nó giúp được gì đó cho các bạn. Các anh chị có những cái thắc mắc gì đó thì các bạn có thể đặt cái câu hỏi trong group chat, thì tôi sẽ support, sẽ hướng dẫn cho các anh chị nha các bạn. Và mong muốn của tôi là hãy cho đi những cái cách mà các bạn biết đến khóa học này. Tức là nếu các anh chị vào đây, các bạn thấy cái khóa học này nó có ý nghĩa, thì các anh chị hãy giúp tôi lan tỏa cái khóa học này đến với nhiều người. Tôi hy vọng nó cũng sẽ giúp được cho những anh chị đó. Thì tôi rất biết ơn các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị trong những bài học tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.